chào mọi người. Thì rất nhiều người nhìn cái này đã biết đây là cái game gì rồi. Nhưng mà ai chưa biết thì đây là game Dead by Daylight. Cái tựa game mới. À không mới, nó lâu lắm rồi nhưng mà hiện tại nó đang free trên Steam, nó free trong vòng 5 ngày. Để bắt đầu vào game ạ. Đéo gì đây, loát tầm thứ vậy. Thì con game này hiện tại em đang free nhân dịp Halloween, free trong vòng 5 ngày. Cái gì đây, cái xem. Free trong vòng 5 ngày từ hôm nay như là đến 3 đấy, 3. Hiện tại thì con game này nó khá là nổi tiếng, và mình thấy nó khá là nổi tiếng và nó khá là nhiều người chơi cái tựa game này. What the fuck này, nắm thứ này, nắm cắt sim vậy, nắm cắt sim đấy, đi đây. What the fuck. Đây những con săn nữa này, trong cái game này đây đúng Halloween, Halloween sự kiện Halloween. Đây, bắt đầu vào menu game rồi đấy. Rồi, ok. Thiếu đây. Cái này có những cái sự kiện này. Chạy ra đi. Ok. Dành cho những ai không biết thì cái tựa game này nó là cái tựa game nó kiểu là sẽ có 4 người vào vai người sinh tồn và 1 người vào vai sát nhân. Thì người vào vai sát nhân nó sẽ đi săn những người này, nó sẽ đưa cả năm ở một cái map. Thì người đi làm vai sát nhân sẽ đi săn săn tất cả những cái người sinh tồn này đấy. Thì nếu mà sát nhân săn hết được những người sinh tồn này thì những người sinh tồn thua. Còn nếu mà những người sinh tồn này phải ở trong cái map phải làm nhiệm vụ là sửa cái máy, sửa máy sau đấy ra mở cửa và chạy thoát. Nếu mà sửa máy thành công người ta mở cửa chạy thoát được thì bên người thắng. Đấy, cái luật chơi nó khá đơn giản thế thôi. Chả tiếng cũng thật, mình còn bé tiếng vậy ạ. Thì cái tựa game này hiện tại thì nó đang free, nhưng mà nó không phải là kiểu free vĩnh viễn mà nó kiểu nó free theo ngày thôi, bởi con game thực sự nó khá là nổi tiếng và nó được rất nhiều người chơi ấy. Thế là không có chuyện nó free vĩnh viễn đâu, nó chỉ cho người ta chơi 5 ngày trong cái dịp Halloween thôi. Thì mình cũng không có, nhưng mà vào đây mình free, mình vào mình test thử, chơi thử. Mình chưa chơi game này bao giờ cả, mình có xem một vài clip gameplay của này thôi nhưng mà mình cũng chưa chơi thử bao giờ. Hôm nay mình ra chơi thử. Mình có rủ ông Hiệp với cả ông Huy Anh chơi nhưng mà có vẻ là chưa thấy ai ông đâu cả. Ông Huy Anh bảo chiều ông ra mà chả thấy ông đâu. Thế bây giờ mình có lẽ tạm thời mình để xem nào. Thì chắc có thể hiện đến mà ấy thì ông Hiệp sẽ chốc nữa ông sẽ vào, còn Huy Anh thì không biết. Cái con game này nếu mà có bạn chơi cùng thì nó rất là vui, nhưng mà chơi một mình cũng được.
Mình hiện tại mình chưa biết vào đâu để chơi. Có lẽ là vào đây. VS Survival thì nó có hai lựa chọn, mình một là mình chơi sát nhân, hai mình chơi Survival. Thì mình chưa biết chơi nhào cả, mình thôi mình chơi sát chơi Survival đi. Thì cái đợt chơi rồi lúc nãy như thế, lúc nãy mình đã nói rồi, có tổng cộng là năm người là Survival, năm người thuộc team Survival ấy, là người sống ấy. Thì sẽ phải sửa máy xong sau đó đi mở cửa để chạy trốn khỏi sát nhân. Trong game này không thể đánh lại sát nhân, không có cách gì đánh lại sát nhân cả, chỉ có chạy trốn và sửa máy rồi thoát thôi. Đấy. Còn bên sát nhân thì phải tìm đủ mọi cách đi đuổi giết mọi người, chém chết mọi người xong rồi treo lên một cái móc ấy. Sau khi treo lên cái móc thì là lúc cái cutscene ấy. Đấy, treo cái móc ấy xong một khoảng thời gian thì bên người sẽ chết. Giết được hết tất cả mọi người là sát nhân thắng. Đây này. Ok, hình như lúc mình ẩn tutorial, bách cất là tôi không muốn ẩn tutorial, ấn men chân rồi. Đám này bật lại đấy. Chết mẹ, đang không biết chơi còn ẩn tutorial ạ. Thì đây nó có những cái con nhân vật nhá, trong game nó có nhân vật sang nhân sang chiếc này. À, sang cho có những cái nhân vật người này. Có tổng cộng là hiện tại có 7 nhân vật, còn mở khóa mấy cái này không biết có bao giờ mở được. Mình không biết đâu. Thì có 7 nhân vật. Ô, thằng này đúng thằng Bill trong The Walking Dead vậy. Hai thằng trong The Walking Left 4 Dead. Thằng này đúng trong Left 4 Dead luôn này. Mắc cất ạ. À, trong Left 4 Dead này. Chơi ngày đi. Không biết là cái nhân vật trong này nó có kỹ năng hay có gì không. À, hình như là à đây có kỹ năng riêng này, hình như có kỹ năng riêng ấy. Ngon. Khá là hay. Nắp lên nào. Nắp hết lên, kệ cha nó. À. Cái này có cả, cái game này nó có hệ thống điểm cộng nhá. Mình cũng có cái đỏ đỏ một cái này không biết là cái gì, mình không có cái nào rồi. Chưa có, mình chả cộng được. À đây là quần áo. Chưa có luôn. Chả có đéo cả. Chả biết là cái đéo, tôi nhận vừa đi. Ok. Đây rồi. Bây giờ mình sẽ join lobby để tìm trận. Con game này nó đang miễn phí nên chắc là cũng khá đông người vào chơi đấy. Tìm trận chắc sẽ nhanh thôi. Đấy, tìm vào cái đã có trận rồi. Chắc đi luôn. Thì đây là những người chơi khác này. Sen này, Luffy Wong này. Cái thằng ngớ này, thằng gì? Ba tên tí có mỗi chấm 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 ấy. Đây rồi, vào trận này rồi. Mình chưa chơi game này bao giờ, mình không biết chơi luôn. Mày cứt lại. Mình chưa biết nốt niếc gì luôn. Cái đéo ở đây. Chả hiểu nó cái gì. Đấy. Thì mình có xem những cái clip gameplay ấy, thì nó là đây mình phải đi sửa những cái máy này. Mình sửa những cái máy cửa, nó sẽ mở mình cái cửa, mình chạy ra cửa, mình gạt cái cật để mở cửa ra mình thoát. Đấy, bên người thì có thể. Còn bên máy thì đi giết người thôi. Nhiệm vụ khá đơn giản. Không biết chơi vào, không biết nó có ăn hàng nặng không. Hy vọng là nó ắt cặp cho mình mấy thằng mới biết chơi. À, có vẻ vào game rồi đấy. Vào game rồi.
Đây, nhân vật mình đây. Build trong tôi quay. À đây, máy đây, cái máy đây. Vào cái thế ngay cái máy. Làm nào để ấy. Làm nào để mở một cái nút này. What the hell? Ở nút nào nhỉ? M1. À đây, giữ. Đúng ngáo. Giữ trượt. Giữ trượt. Cái máy ở bên nhìn xung quanh nhá, nó cắn cho nó ra nó kém chết đấy. Đấy, cái đấy, khi cái đấy nó xoay ấy thì phải ấn nút ấn cách để cho nó không ấy. Sai rồi, mình khá là hên ấn kịp. Đấy, nó phải ấn cách vào cái đấy, nếu không là nó sẽ nổ và nó hỏng thì út chết đấy. Đấy, nó hỏng như thế này thì sẽ thằng sang nhân nó sẽ nhìn thấy nhá. Căng ngu không ra sửa máy không tao, nấp mà lấy nó đi. Ngu à. Không hy vọng sát nhân nó gà, nó không biết đường ra đây. Hy vọng thế đi. Ôi mình nghe tiếng chuông thấy chưa. Ô nó gần đây, nó gần đây. Chạy. Có tiếng chuông nghĩa là thằng sát nhân này, thằng sát nhân ở gần đây thì có tiếng chuông. Nó đang đuổi mình này, tim đập thình thịch thịch, nó đang đuổi mình ấy. Ôi anh ơi, nó đang đuổi gần mình lắm. Ôi nó kìa, ôi thằng này tàng hình à, chạy. Mình thoát rồi, hết tiếng nhạc rồi sao ấy, hết tiếng nhạc chứ mình thoát thế nào. Đúng rồi, nó hiện cái đấy là mình thoát, hiện đấy là mình tạm thời thoát. Đây mình sẽ rửa máy đi. Mình cắt đuôi thằng sát nhân là nó hết nhạc. Ôi ngáo quá. Cửa này khó quá. Cái chạy nhanh lắm ấy. Không để ý, mình đang phải vừa để ý vừa sát nhân rồi. Ngáo rồi, chạy khỏi đây nhanh trước khi sát nhân đến. Ở đây là cái máy đúng không, em đang thử dò. Ta thử tiếp. Sát nhân này có vẻ không phải vào đô. Bên mình vẫn chưa ai bị bắt. Lần này được rồi. Lần này thì được rồi. Ôi lần này vẫn được, mày quá. Tí thôi kì. À có người sửa xong một cái máy rồi kìa, ngon. Ô có người bị đánh kìa. Ồ. Ông chấm 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 bị đập rồi. Ôi ông chấm 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 5 rồi. Căng rồi. Cố gắng sửa xong cái máy, sắp được rồi. Tí thôi. Ok, đấy. Khi mà sửa xong máy thì nó sẽ sáng lên này nhá. Nghĩa là bạn sửa xong cái máy. Thì cái máy ở bên góc màn hình này, cái góc phía trên mấy cái đầu người kìa. Đấy. Khi mà sửa xong máy thì nó sẽ còn mình còn 3 cái nữa, mình phải sửa thêm 3 cái nữa. Thanh niên kia đang bị bắt. Ổ máy ạ. Có cứu ông ấy được không nhỉ? Tính tình này thương người. Cái thằng này sao nó cứ bê lên đặt xuống ấy nhỉ? Cái thằng này, thằng sát nhân này nó cứ bê thằng kia lên không đặt xuống ấy, ác vậy. Hành hạ à? Hành hạ nạn nhân à? Ông ấy chạy rồi kìa. Có còn mấy cái máy ở đâu ấy nhỉ? Không nghe tiếng nhạc nó gần gần đấy nhỉ? Sát nhân nó đi cạnh mình à? À đây cái máy nữa đây. Mình vừa phải sửa nha, mình còn vừa để ý xung quanh nha, phát nhân nó đến gần không cơ. Đây là... Nhưng nó không kịp ấy. Nhưng nó không kịp ấn cách.
Ui, giật cả mình ông ơi. Ông ơi. À mình có thể hình như mình có thể ấy thằng này nhá. Mình có thể ấy vào ngày, mình có thể chữa thương vào ngày. Anh ơi, đứng lại. Ngu lên đứng lại. Ui, đứng lại. What the fuck? Gì đây? Sao không phải sát nhân đâu? Mình muốn chữa thương nó mà nó cứ chạy là sao? What the fuck? Nằm im. Chữa thương này, này nó cũng có cái kiểu cách nha nhá. Bạn muốn phải để ý đấy. Không để ý là nó dập từng đồng đội mình ấy. Đấy. Đấy, ok đấy. Mình chữa thương nó để cho nó đỡ bị thương. Ngáo. Cái gì đấy? Thật tiếng tim cũng tập thình thịch gây vãi. Ôi giời ôi, thôi chạy thằng sắt nó ở gần đây đấy, chạy. Đây có một cái máy còn chưa sửa tí nào luôn. Còn ba cái máy nữa thôi, các anh ơi, sửa đi. À được rồi, thằng này được, may quá. Có tiếng nhạc chưa, gần thế nhở? Ôi rồi. Thôi anh ơi, xin lỗi, nhầm. Máy quá, thân quả nó phản ứng hơi chậm. Nhảy qua nhanh. Ôi cái gì đấy, giật cả mình ạ. Đây là đâu thế này? Ở trên này không có máy. Ô cái gì đấy? What? À thằng sát dân thoát rồi, à thằng sát dân AFK mẹ rồi. Vãi đái ạ. Mình bên mình thắng bởi vì sát dân AFK. Nè ạ. Mình có 8.000 điểm. À mình có 8.000 cái này này. Cái gì mình vừa pháo đéo gì? À đây là cộng điểm này, bây giờ mình có thể cộng điểm rồi này. Chả biết cộng cái gì cả. Cộng bừa đi, mình có 8 gì này. Cộng bừa đi. Đéo đủ. Ok. Đấy là chơi bên người. Còn nếu mà bây giờ mình sẽ chơi thử một trận với sát nhân nhé. Thì ở đây nó cũng có nhiều loại sát nhân. Thì có con này này. Con này để xem nào. Con này hình như nó có skill tàng hình như cái con lúc nãy mình chơi ấy. À lúc nãy mình tàng kéo chơi ấy. Con này thì như là có skill đặt bẫy. Con này mình chả biết á. Con này như nó tăng tốc hay cái gì ấy. Con này độ khó cao luôn này. À có con này này. Gây thổ. Nhìn ghê vãi ạ. Chết. Mình mới có 4 con này thôi. Thì mình sẽ chơi một con trong số này. Mấy con, hai con này easy này. Cái này chắc là trung bình à. Con này là khó à. Chơi con khó à, chơi con trung bình thôi. À chơi con easy thôi. Không biết chơi khó sắp mặt vào. À sao con mấy con quái này nó cũng có skill nhá. Nó có tăng skill quái hoặc tăng skill người. Tùy thích. Rồi là mình hết rồi, mình hết số tiền rồi. Lúc mình cộng cho người hết rồi. Đây cũng có skill của búa à. Đấy, búa khác. Con này không có.
đổi mũi màu mắt này, đổi màu mắt này cho nó dễ hơn à? Không, là mình sẽ tìm trận, mình sẽ thử chơi trận sát nhân. Chạy đi đây, mày đằng kia, chạy đi đi, đi này nhìn ghê vãi, trong cái tóc của nó trông thưa thưa thưa. Mình chả biết vì sao nhưng mà mình ra mình thử tìm thử sát nhân rồi nhưng mà tìm mãi không thấy trận. Thôi lại chơi trận ấy đi, lại chơi một trận cái người ấy đi, mang không mát nhưng vẫn đang thiếu một người ạ. À, vẫn đang thiếu một người, phải đợi thêm đủ một người nữa mới cho vào game. Ok, cuối cùng thì cũng có trận, game tìm trận cũng lâu phết đấy, không đùa đâu. Thật sự là game này nếu mà có bạn bè chơi cùng thì nên rủ bạn bè vào chơi, chứ tìm trận ngoài khá là lâu. Bởi vì mình vừa hỏi là cái rank thấp của cái game này thì nó khó tìm trận đó. Nếu có bạn có một, bây giờ mình đang chờ mình nãy giờ mới tìm trận lâu bẫy cứt và không tìm một trận sát nhân, bắt buộc mình ra tìm chơi survival thôi, chơi sát nhân không tìm trận luôn, đợi mãi nãy giờ mình mới đợi cũng phải gần nửa tiếng rồi đấy. Tắt được cái map, mình map gì trông có khác map kia này, không biết có sát nhân là con gì luôn. Trong mà game này mỗi sát nhân là nó có một cái skill khác nhau nên là không biết sát nhân là con gì là hơi nguy hiểm. Mình nghe tiếng như tiếng hát nhỉ, nghe ghê vãi, tìm chưa gì nghe tiếng tim đập gần đây này. Ôi trời ơi, chạy nhanh, chạy nhanh anh ơi, đây em. Ôi cái gì đây, nó đuổi sát đít mình rồi. Ôi thôi, kêu ai kêu ai kêu. Ôi đây đâu, mình đứng đường cái map này đưa mình chẳng chạy đi đâu này. Cất đi thế này, ôi nhưng mình cắt đuôi có rồi. Ui nó vẫn còn quanh đây, không chạy theo xa, chạy theo xa, chạy theo. Ôi nó kia kìa, ôi không biết nó có nhìn thấy mình không nhỉ. Ôi cái map này ghê, ghê quá. Không biết nó có nhìn thấy mình không. Chạy nhanh, chạy nhanh. Ui thật cơ mày. Ôi ôi, trong khi máy cất lại có một thằng nó sửa xong một cái máy rồi. Cái tiếng này như tiếng con sát nhân nó hát đấy. Ui nó gần đây ạ. Chạy. Ui thằng kia bị đánh rồi. Chạy anh ơi. Ôi nó sắc điên, nó chạy ra chúng mình rồi. Có hô à. Ừ nó nằm rồi, nó nằm rồi. Tại mày ngu ấy, không phải tại tao đâu. Tao bê là cái gì rồi. Chạy mày. Ôi.
nó bật, tự bật pha kìa. Khỏi thế. Nhưng đang bị chiêu quá. Thằng vô. Ô cái này không nhảy qua được à. Xịt. Ôi dồi, con này nó phi diều à. Ô lát à. Trời, mình bị chấn thương rồi. Ô lát thì diều phải cứt ạ. Ô cút ạ. Hình như không đuổi mình nữa rồi. Vâng, không đuổi mình nữa rồi, đúng không? Hoa sẽ đéo thì mà hoa. Map này ghê vãi, map này nó cứ kiểu nó cứ trống trống rồi gì ấy. Cảm giác con thấp nên nó dễ tìm mình vãi. Kêu nó kìa, mình nhìn nó luôn kìa. Rồi, một anh nữa nằm. Đi. Mi nát, bị thiêu mẹ rồi. Rồi, một anh nữa lại bị chói. Cái này thử xong rồi. Con sát nhân kìa. Hy vọng nó không chơi bẩn. Nhiều con sát nhân nó chơi game rất khó chịu. Té nhanh mày. Ui nó chạy đến kia chạy. Con đuổi mình, con đuổi mình. Con chó nhá. Kinh quá, cứu tôi. Ôi trời ơi. Chạy nhanh quá. À đi, à đi, 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 đi. À đi, à đi, dậy ra. Trời cháu dậy được rồi. Đi. Cứu tôi. Thì đây mở một đèn đi. Phát à? Phát được không? Ui cái gì này? Ấn mở một có được cái gì đâu. Ui cái gì? Cách, nhảy cách, nhảy cách. Nhảy cách, nhảy cách đi. Rồi xong. Rồi xong. Chết. Như cơn. Nếu ai chúng mình à. Rồi mình chết rồi. Được có 2.000 thôi ạ. À. Ít hỏi máy. À được 9.000 đấy. Có nhiều thế nhở. Thay đi. Lên là vào. Không lên. Thôi. Ram. Flip. Ok. Thì hôm nay mình chỉ chơi test cái game này thế thôi. Thì
có thể chốc nữa hoặc là mai sẽ rủ ông Hiệp hoặc là Huy Anh chơi cùng. Còn hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây. Còn mưa đi. Level 2 rồi. Gì đây? Không đủ. Không đủ luôn. Chả đủ gì cả. Thế thôi, tôi nghỉ đây. Bye bye.